Hello, xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài bàn phím V2 nhé. Trên ảnh này là bàn phím V2 nè, khá đầy đủ nút. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nhé. Vậy là xong rồi nha mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ.